đọc, rồi mình bỏ trên xe hay là bỏ đâu được thì mình mở ra nghe, mình không muốn mình biến đọc, mình mở nghe cũng được. Có những cô đã đọc đó, cũng dần cũng hay, à, nghe cũng dễ. Thì có người mà đọc sẵn cho mình chỉ nghe thôi. Đó là cái điều mà tôi thấy là nó quá dễ, nó không có gì dễ trong đời, thì không có gì dễ. Thì sư mới nói rằng sư có than một câu thôi, không còn cách nào, nó không biết ở trong đời này có không có cái gì mà dễ hơn là cái việc gìn giữ ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, đó là đủ đầy đủ, không có. Thì nếu mà đọc, nếu mà tin cái lời sư, không tin cái lời sư thì đọc rồi miệng dũng rằng nếu như thế nào nó kiểu vậy thì nó cái lời nói thì có đúng hay không đúng. Thì sư cái lời này thì nó mà sư khi mình đã nhiều lần sư sư xét ấy, thì phải nói ra lời này để cho người ta biết vậy thôi. Còn cái nào đúng mà như thế nào thì mỗi người thấy nghiệm coi. Ví dụ từng hồi trước mình từng đi ăn cắp, rồi bây giờ mình không ăn cắp, mình ở nhà ngủ, không có đi rình mò cái gì đó. Mỗi cái mình nuôi điểm rồi điểm, tôi thấy là đó là trong cuộc sống. Dạ bạch sư, thì con xin thêm chút xíu. Bạch sư có giảng thêm cái là ngũ giới trong sạch, thì con xin sư. À, trong sạch cái là không sắc sanh, không trồng cấp, không tài dâm, nó đúng được là sao? Cái phần quy tế đó sẽ không chi khác. Không có, thì cái cuốn sách nó sư đã nói. Dạ, đọc ở trên cuốn sách. Đúng vậy, con lên trên mạng con tải cái chỗ. Đó. Trung tâm hộ tâm. Trung tâm hộ tâm. Trung tâm hội tâm chấm org thì có cái mà chốc chụp cái đó về làm đó để nó nghe à. Ở trong đó cái loại điện thoại nào cũng được, xin không có cái gì biết cái đó thì sẽ không làm, nhưng mà sẽ có người con họ làm lên, nghĩa là điện thoại nào cũng tải được hết, dù gì cũng tải được hết, cái là dạy ebook ebay bác em phải khác rồi đi được hết cái này là anh. Đó là mình làm như vậy là mình giữ được cái nhân phẩm của mình. Mà cái đó là nó có dễ. Một người đó mà có được hạnh phúc chỉ cần đòi hai cái pháp mà thôi, chứ không cần nhiều, không đòi hỏi nhiều nữa. Là chỉ người đó có hai cái là biết khi việc, nghĩa là biết hổ thẹn tội lỗi, là Atapa là biết bê sợ tội lỗi, chỉ cần hai cái đó thôi là không có tội lỗi nào mà mình dám hổ thẹn. Cái lần tình mình hổ thẹn mình là người thế này mà mình làm vậy, dám làm vậy sao là hổ thẹn là tự mình. Còn kê sợ tội lỗi nghĩa là mà là nếu mình làm vậy là mình sợ những cái bậc thiện trí họ chê trách, các chư thiên họ không có hậu trì mình. Giờ không vậy, hậu trì người có giới gian, hậu trì người không giới, rồi sợ được. Khi mà mình tạo gì đó, thì mình chắc chắn phải nói là có vẻ không cần hy vọng, nhưng mà chắc chắn là sau khi chết là xa đọa bốn đường lạc đạo. Cho nên không dễ gì mà đi sanh làm điện cái sanh cái không trên, không dễ gì đâu, không dễ gì mà sanh đi địa ngục ngập quỷ xuất sanh không qua, điều đó khó lắm. Mình phải hạn chế mới đi được. Không phạm giới lắm đó, không có tiến đi được. Vì mình không có ai, không có ai vì không có ai mà vì cái không nhận, không có ai mà an bài cho mình được hết. Chẳng có, chuyện không có. Như vậy thì mình có phạm giới đi, mình mới đi được. Còn mình không phạm giới, không dễ gì được. Ai mà cho, nghiệp nó không cho phép thì mình làm sao mình đi được. Thế nên như thế đó. Đạo sư mà trước đây mình phạm giới, mà sau khi mình hiểu được cái sự dạy của sư là không phạm giới nữa mà giữ giới, thì nó sẽ chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn sẽ đi gì nữa đó. Phật giáo này nè, chỉ kể hiện tại chứ không kể quá khứ. Hiện tại nếu mà quá khứ xấu thì hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt. Còn cái quá khứ mà tốt nhưng mà hiện tại xấu thì tương lai sẽ xấu. Cái đó là nhân quả. Ví dụ như ăn cái
Trên các vị từng nghe cái âm Guatemala. Dạ nghe, nghe. Đã từng giết cả hơn cả ngàn người. Dạ. Bây giờ là người ác hay người thiện? Dạ. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi, người xuất gia rồi trở thành bậc thánh A-la-hán thì người ác hay người thiện? Dạ, người thiện. Quá thiện, thấy chưa? Còn ví dụ như hoàng tử Devadatta thì sau này xuất gia trở thành kỳ cưu đó. Dạ. Mà cũng vô hành trì hành thiền để đắc các thiền thiền đắc các bậc thiền rồi đắc thành thông nữa đó. Bây giờ thì người thiền rồi nha, người thiền về sau này nó tìm cách để hại Đức Phật rồi tạo ra những cái nghiệp mà gọi là vô gián ác kỳ vô gián trọng tội đó, thì là chia rẽ tăng rồi làm bằng cái bậc chân Đức Phật như vậy. Thì sau này cái rồi như vậy là người ác hay người thiện? Người ác. Thì sao như bây giờ thì là ở xa đó trong địa ngục mà Auliti 100.000 đã kiếp sau trái đất thì mới thoát khỏi. Nhưng mà đối với mình, đối với mọi người là như là phạm nhân. Thì đấu với thì khu thì khu về Delta thì về đó ở trong một cái địa vị hơn mình rất nhiều. Là vì sao? Vì Đức Phật thọ ký rằng sau khi thoát khỏi cái địa ngục, sau khi thoát khỏi là trăm ngàn đại kiếp thoát khỏi địa ngục rồi, rồi trở thành một thánh, và trở thành một Đức Phật một giác. Yeah. Còn mình lại chưa. Thì vậy thì đối với địa vị của mình thì làm sao mà sánh được? Chỉ Đức Phật đã thọ ký rồi chắc chắn rồi, còn mình thì chưa. Mình chưa có thì cái chuyện đó thì thông hành. Thì cái đó thì như trên đi, cái việc đó mình không có gì chắc hết. Rồi mới nói rằng vì hiện giờ thì đang ở địa ngục. Yeah. Khi mà thoát khỏi địa ngục rồi đó, thì là nó sẽ trở thành Đức Phật độc giác. Yeah. Còn mình thì chưa. Còn mình còn hơn cả Đức Phật. Trong quá khứ nó có hàng hà xa số chư Phật. Mà so với cái tử sanh luân hồi cơ các chư Phật tức, so với mình học chẳng thấm thiết được đâu. Mình còn lâu hơn cả các những vị đó nữa. Nhưng các cái Đức Phật, các cái người Thánh A-la-hán ở trong thời kỳ Đức Phật Gautama thì đã tịch diệt hết mọi người, qua đi chấp dứt không còn tử sanh luân hồi. Còn mình vẫn còn, rồi sau mình lại không biết là còn bao lâu nữa thì điều nó không ai biết được. Bây giờ mình không biết, chỉ mình chỉ biết thương mình, mà không biết thương mình thì cũng chẳng ai thương mình, không ai thương mình được. Mình không biết thương mình thì chỉ vậy đó, để biết thương mình. Mà biết thương mình nghĩa là biết thương mình là làm sao? Trong thần là nghĩ của giới đi, là biết thương mình rồi. Còn nếu mà mình phạm giới nào là mình không có biết thương mình đâu, mình tự hại mình. Chứ ai mà hại mình được? Đó là để mình giữ cái nhân phẩm. Còn bây giờ mình muốn để cho cao hơn nữa, gần Phật hơn nữa, thì có một cái cuốn sách, biết trong cuốn sách mà Pháp Môn Điện Thanh Chí Năng Đức Phật, thì đó cũng là so với các cái địa mục, trong 40 địa mục thiền định của Đức Phật, thì cái địa mục đó sẽ có hướng dẫn trong cái địa mục đó thì tương đối. Ở trong đó đọc cái cuốn đó sớm á thì là có những cách, nghĩa là mình có thể kiểm soát được tâm mình được. Vì mình sẽ cái cách này nó chắc cũng lại chỉ ở đây luôn cái đó thôi, chứ còn trong khác hay là tất cả những cách thì khi đó trong cái kiến anh Đức Phật ấy, nó đặc biệt cũng có một sự trùng hợp là nó có con 108 anh, cho nên sư mới về sử dụng cái không có sư sử dụng mà có một cái ngài già đoàn, nghĩa là ngài đại trưởng lão, họ đã khám phá ra cái này rồi sư thấy nó hay rồi tôi mới đem về và dạy Việt Nam là cái niệm Phật của nó, thì cái chú niệm Phật thì cái cách niệm Phật như vậy, thì trong nó chí năng Đức Phật nó có một cái trường hợp là nó có trong 108, trường nó 108 thì nó có một cái số chủ 108, nhưng mà số chủ 108 này nó thì có rất là nhiều, nhưng mà cái số chủ giống như thế này thì là không có. Thì ở đây với ở chùa Phật ở thì suy hướng dẫn là ở chùa
45 mà thôi. Vì cái tại sao là trong cái chuỗi tuổi này là có những cái chín cái hộp mà thế này, thì đây là một cách để mình kiểm soát về tâm. Thì thường là tâm mình khó kiểm soát, cho nên khó kiểm soát thì mình mới có một cái cách nào để mình kiểm soát tâm mình được. Vì mình biết cái tâm mình có nhiều khi biết là phóng tâm, nhưng mà đã phóng tâm mấy cái có khi nửa giờ đồng hồ 15 phút rồi mình chẳng biết nữa. Còn cái này thì không có, cái này là phóng tâm là biết liền. Cái đó là cách để mình kiểm soát được tâm mình, chỉ bằng cách này, cái phương pháp này. Và đọc cái cuốn sách đó để sư trình bày cho để coi. Ví dụ như là trong đó mình thường cái chí năng đức Phật mình đọc đó là iti biso kova arang samma sambuddho visa thana sammano suvato lokayo sitaro vada sangha sarati sakari vana de sambuddho kova. Thì đang nói là thì cái kinh điển thứ này ý tí pi so a ga va a ra hang cuối một cái ăn đức thì là thì nhận nhận rồi ý tí pi so a ga va sam ma sam quốc đồ. Giờ là sai là nó không có sự trùng hợp, có từ mấy chủ này. Nếu đúng thì đó mới nằm ở vị trí mà. Vì mỗi cái hộp này nè, nó có một số thứ tự cố định. Sự ăn bài cho nó cố định rồi. Thì nó không cách nào mà nó khác được ăn. Chỉ có những người mà nhìn sai thì đúng thôi. Vì sư đã ăn bài. Đã ghi là trong đó cái số ăn ở chỗ đó là cái số đó. Thì trong cái trường pháp ấy, sự ghi để là rồi số 1, số 2, số 3, cho tới số này là cho tới. Rồi cho tới chỗ ý, tí, bí, sô, á, gá, hoa, huy, sa, sa, ra, ná, sẵn, phần, đồ. Ý, tí, bí, sô, á, gá, hoa, sú, gá, tô. Ý, tí, bí, sô, á, gá, hoa, lô, gá, huy, đồ. Ý, tí, bí, sô, á, gá, hoa, á, lô, tá, rô, cú, huy, sa, lâm, mạ, sẵn, ra, thí. Ý tí tí sô phá gà hoa sạch ta đê vã mát nút xa ngăn. Ý tí tí sô phá gà hoa bút đồ. Ý tí tí sô phá gà hoa. Nếu mà làm đúng vậy là mình ổn định tâm mình, rất là dễ ổn định. Vì đối với nhất là những học sinh, sinh viên chỉ hướng dẫn họ học này, họ đọc này thôi đó. Thì sư mới nói với mấy người đó, tôi nói học giỏi là cái chuyện nó quá dễ, không có gì dễ hơn. Chỉ học dở mới là chuyện vất vả mệt mỏi mà thôi. Có tin những điều sư nói không? Học giỏi là dễ lắm, không có gì dễ hơn. Khóa ra không có gì hết, mà học dở mà mới vất vả. Rồi với họ mới nói sao? Học giỏi là dễ, mà học dở là mệt lắm, khó lắm. Rồi cái ví giải ra thế này, học giỏi là gì? Là dễ nhớ mà khó quên. Khi mà đọc qua là nhớ liền, mà bị gì bước quên thì quên không được. Vì vậy thì nó có giỏi không? Người mà học sập sinh đấy, mà nó dễ nhớ mà nó khó quên thì học sinh nó có giỏi không? Giỏi quá thì chứ. Ví dụ như sư vừa mới thuyết pháp xong rồi chữ nào cho nó thì sau này họ có thể thuyết lại dư sư từ, tôi không thiếu một chữ nào, họ nhớ rồi, nhai còn nhớ hết trơn rồi. Còn cái mà những học sinh nào đó mà khó nhớ, tại vì khó nhớ nhưng dễ quay thì học sinh nó có giỏi dở dở quá đi thì lần nào cũng rất là trơn được. Còn cái mà đừng có nói là thi mà đậu không đậu, không phải là thầy nào mà cho mình đậu được không? Con thầy nào mà cho mình đậu được không? Dạ không. Làm sao mà không cho mình đậu được? Tại mình làm ví dụ như mình làm đúng không đậu thì ông cho số 10 hay là cho số rồi? Đúng thôi thì số 10. Thì đó thì bây giờ thì ông thầy nào mà lại cho có quyền mà cho ai đậu hay không đậu? Cũng mình thôi, mình làm đúng thì duyên là ông phải cho số gì đó. Số thôi, trừ trường hợp mình biết dơ trái thì bớt nửa điểm vậy đó. Thì còn cái đó. Đi.
thì thi xong á không cần coi, cho nên biết là mình làm đúng rồi là không có ai mà dựng trong lớp hết. Đó rồi. Nhưng mà cái điều này sư trong sách thì phải nói dường như là dễ nhớ mà khó quên thì đó, còn cái mà khó nhớ dễ quên ví dụ như ở trong nước trong cái hồ nước cái trường là trong cái đó. Ở trong nó nước mà nó tâm á thì những con cá nào có gì có nghiệp đi quanh qua mình biết ra trên thấy nhớ biết ở trên đó nhận được cái con này là gì con gì vậy. Còn ví dụ nước mà nó đục nó đục ngao vậy thì con nào qua con nào lại thì mình cũng không biết cũng nhận hết được. Thì đây ví dụ cái tâm của mình như vậy, khi mà cái thiện tâm nó thiện tâm đạt thiện tâm ra thì những cái ác chuyển cái tiền não như vậy, cái ô nhiễm không còn, thì nó cũng sống một cái tâm nó trong sáng. Mà khi mà cái tâm trong sáng rồi thì cũng giống như nước vậy, nó trong thì mình đọc đọc cái gì nghe cái gì thì tự nhiên nó dễ dàng lắm. Còn khi mà cái tâm mình mà cái tâm mình mà nó bị phiền não, nó bị tham sân si, bị bực bội gì đó thì cái giống như nước mà nó bị đục ngầu vậy đó. Thì không thấy gì khó mà nhận được cái gì. Có đọc bao nhiêu nữa rồi đọc nhớ nhớ rồi thì rồi lát cái đọc cũng quen, hay là ngày sau mấy mấy ngày sau cũng quen. Còn khi mà nó nhớ rõ ràng rồi thì khó biết có thì chỉ biết cái đó. Cho nên mà cái phương pháp mà để mà làm được tất cả cái thiền tâm mà nói nó dễ phát sanh thì có là mà giờ cái đức tin của cái chỉ là phương pháp niệm ơn Đức Phật đã. Vì khi mà niệm Đức Phật nó quan trọng chỗ này cũng sắp xin có giải ra tất cả chín năm Đức Phật rồi mình có hiểu hết cái chín năm Đức Phật thì khi mình niệm lấy cái ảnh Phật thì mình có phát sinh đức tin đó cái đó. Chứ còn mấy đâu mình niệm không, mình không hiểu gì thì nó chỉ còn chỉ là cái trí nhớ mà thôi chứ không có gì cả. Cho nên nó không có sáng suốt gì. Nếu mà đôi khi nó cũng thấy trên lý bách trước khi mà bây giờ cái phương pháp này này được học Phật này phải học cho đọc phải nhớ hết giả hăng có nghĩa là gì, rồi có ba nghĩa rồi sama samudro có nghĩa là gì, vissa sarang samalo để đọc thì hiểu hết. Rồi khi mình đi tới thì mình mới thấy được cái tâm mình muốn quan trọng cái gì. Khi mình niệm Đức Phật thì niệm mà Đức Phật cũng giống như mình gần nữa. Vui nhớ ai là gần người, mình nhớ Đức Phật thì nhiều, chỉ không vui sao? Thì đó là cái gì? Thì đó trong cuộc sống người bạn nên cái dễ dễ là giữ giới cho tâm sạch, cái chuyện nó quá dễ mình làm rồi để cho cái tâm mình dễ ổn định. Là niệm biết ăn Đức Phật trong cuộc sống này. Còn cái đó sư giới thiệu rồi muốn biết tất cả nó thì có sách, cái cuốn sách mà Pháp Môn Niệm Biết Đức Phật, cái cuốn mà ngũ giới là thường giới của mọi người đọc. Rồi còn muốn cao nữa thì có những cái cuốn sách mà vừa mới phát hành thiền định hết này rồi. Thì có biết là mấy chục cuốn sách mà chị được đọc rồi để biết có tư cũng để xa.